Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh đồ sộ của Trang Mạng. Hôm nay cơ sở của Trang giới thiệu nên cho các bác là một kho hàng thứ hai của bên cơ sở đồ sộ của Trang Mạng. Và cơ sở của chúng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hàng của em là 0912 862 834 ạ và 07666 5595. Em đã ghim trên màn hình rồi. Và cơ sở của Trang có rất là nhiều những mặt hàng có sẵn tại kho chứa hàng thứ hai này của em. Đó, và em sẽ giới thiệu cho các bác về từng sản phẩm ở trong kho hàng này. Trước tiên em sẽ giới thiệu cho các bác về bộ trường kỷ ngũ sơn này. Bộ trường kỷ này là hàng rất là khủng luôn các bác nhé, hàng rất là to, dài tới 2m6 và sâu tới khoảng 67 cm, và được khảm ốc xà cừ đỏ lược vàng chanh, hàng cỡ đại luôn các bác nhé, khung bản 5 cm vuông rất là to và được khảm ốc xà cừ đỏ lược vàng chanh xanh hoa lý luôn. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác này, làm trên nền là cây gỗ gụ này, gỗ gụ cũ luôn nhé. Gỗ cũ cũ này, làm nô trơn này. Tất cả đều được làm này, ốc xà cừ đỏ lược vàng chanh luôn này. Hàng khủng, hàng cỡ đại nhé. Bảng khung là vuông 5 cm. Ốc xà cừ thì đỏ lược vàng chanh. Được cần có như là cắt tỉa rất là kỹ. Rất là tỉ mỉ và sắc nét luôn. Các bác nào mà muốn cần xem chi tiết về bộ trường kỳ này thì em có thể sẽ quay lại video ngắn thực tế để có thể gửi lại cho các bác qua số Zalo 0912 862 834 ạ. Em sẽ gửi qua cho các bác cùng được tham khảo. Với một bộ trường kỷ ngũ sơn này, bộ rất là to và dày luôn. Với một chiếc băng ghế già như thế này thì chỉ cần ít nhất tầm 8 người thì mới có thể khiêng được chiếc ghế này. Rất là to, nô dày 4 cm. Chiếc bàn nó được cần rất là đẹp luôn, chân đục chạm vào đầu lân chân móng ạ. Em sẽ quay qua một lượt vậy thôi. Còn các bác nào mà cần xem chi tiết thì em sẽ quay lại cho các bác coi. Ốc xà cừ đỏ lược vàng chanh các bác nhé. Một bộ siêu phim của bên cơ sở của chúng em ạ. Phần tay này. Các bác có thể thấy đây. Ốc xà cừ đỏ lược vàng chanh luôn. Rất là VIP luôn. Phần mặt sau này. Phần mặt sau của bộ trường kỳ này. Được cẩn rất là dày dặn. Bộ trường kỳ này thì cơ sở em đang giao với mọi người giá là 500 triệu ạ. 500 triệu trên một bộ trường kỳ này. Các bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình ạ. Giá 500 triệu bao ship vận chuyển lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác ạ. Bên cạnh đây, tiếp đây anh có đây là một chiếc cây tủ chè này. Cũng được khảm trên chất liệu là cây gỗ gụ ạ, và được cần ốc xà cừ đỏ lược vàng chanh luôn. Chiếc tủ chè này nó được cẩn cảnh chim hoa này, ốc rất là VIP luôn. Em sẽ quay gần lại cho các bác coi. Chiếc cánh tủ được khảm rất là VIP, được xen nọng những chiếc đá cũng như là những chiếc bệ này. Những chiếc bệ này được đục chạm những bông hồng cũng như là được khảm những cảnh mai cải thọ, rất là VIP luôn. Hoàn thiện gạch nề rất là kỹ. Em quay qua cho các bác coi như thế. Còn các bác cần xem chi tiết thì em sẽ quay chi tiết hơn để gửi lại cho các bác ạ. Với một cây tủ chè như thế này, cơ sở của tôi em đang giao đi với người giá là 60 triệu ạ. 60 triệu trên một cây tủ chè như thế này. 60 triệu và chiếc bàn bày đồ phía dưới này, cơ sở em đang giao đi các bác giá là 7 triệu ạ. Chiếc tủ chè này 60 triệu. Đó là sản phẩm tiếp theo phía bên này. Có là một bộ trường kỷ ngũ sơn nữa này. Cơ sở của em có rất là nhiều mẫu mã, hàng to, hàng đại, hàng bé có. Bộ trường kỷ ngũ sơn này bảng khung là bằng 6 cm, 5,5 x 6 cm vuông, rất là to và cũng dài tới khoảng 2m6, rất là lớn luôn các bác nhé. Bộ này cơ sở của em đang giao như là gần 200 triệu, là 170 triệu các bác nhé. 170 triệu một bộ trường kỷ ngũ sơn này. Bộ rất là khủng luôn, bộ to. Một chiếc ghế này có phải tầm 8 người thì mới khiêng được các bác nhé. Hai bộ ghế này là kích thước như nhau, dài thì 2m6. Bên cạnh đây là có một chiếc cây tủ bày đồ này. Cây tủ bày đồ độc chạm là chuyện này. Chúng ta bày đồ bày rượu này. Nó sẽ là giao lý của người giá là 23 triệu ạ. 23 triệu bao phí ship. Bộ trường kỷ ngũ sơn này 180 triệu bao ship cho các bác. Tiếp theo em sẽ vào trong đây, em sẽ quay tiếp cho các bác cùng được chiêm ngắm thêm những sản phẩm bên trong này.
Đó, đây là một bộ trường kỷ Ngũ Sơn này, hàng nhỏ này. Đó, bộ trường kỷ Ngũ Sơn hàng này là hàng trung bình nữa nhé, hàng trung bình. Đó, giá 55 triệu. Đó, 55 triệu một bộ trường kỷ Ngũ Sơn này, nó rất nhiều các cái giá khác nhau, mỗi một mẫu một khác nhau các nhé. Hàng này là hàng trung bình. Đó, ghế 1m97. Đó, giá 55 triệu. Đó, bên cạnh đây có một bộ trường kỷ Ngũ Sơn nữa, hàng to hơn một chút. Đó, hàng to hơn một chút, giá 65 triệu các nhé. Đó, 65 triệu bộ trường kỷ Ngũ Sơn phía bên này. Đó, bên trong đây có một bộ còn to hơn nữa. Đó, một bộ ghế Ngũ Sơn hàng lục chạm đỉnh rồng đỉnh nghê đây. Đó, một bộ trường kỷ này thì cơ sở em đang giao thì có bác giá là 90 triệu ạ. Đó, 90 triệu một bộ trường Ngũ Sơn đỉnh rơi này, đỉnh nghê này. Đó, đục chạm là nghê vườn cầu. Đó, nân vườn cầu. Đó, bộ rất là lớn luôn. Đó, có rất nhiều những cái kích cỡ khác nhau và giá cả khác nhau. Đó, bộ bé nhất là 55 triệu và 65 triệu và bộ lớn là 95 triệu. Đó, và phía bên trong đây có là bộ trường kỷ. 5 món này, 4 ghế một bàn, bộ rất là khủng luôn. Đó, hôm nay sẽ quay qua sơ qua một lượt thôi. Còn các bác nào cần xem chi tiết thì em sẽ quay chi tiết lại cho các bác ạ. Có bộ trường kỷ 5 món này. Đó, cơ sở em đang giao đi với các bác. Đó, với giá là 100 triệu ạ. Có 100 triệu trên một bộ 5 món này, 4 ghế và một bàn. Chiếc ghế này dài là khoảng 1m2 các bác nhé. Dài khoảng 1m2, rất là lớn luôn. Đó, và độ dày của khung này. À, chỗ này là cũng phải tầm ít nhất phải tầm 5 sen. Đó, ít nhất phải 5 sen vuông. Rất là dày luôn. Đó, có thể đấy này. Đục chạm cuốn thư và hai con nân. Được ngồi đậu trên chiếc gậy như ý này. Cũng như là nô chạm được tay này, bằng tay này. Đó, rất là to luôn các nhé. Chỗ này tầm phải 18 phân, 15 18 phân. Rất là lớn. Đó, đục chạm và cẩn này. Tứ diện nó mặt trước cũng như mặt sau này. Đó, bộ gồm có là 5 món ạ, 4 chiếc ghế và một bàn. Rất là lớn luôn. Hôm nay sẽ quay qua sơ qua như vậy rồi các bác nào mà họ muốn quan tâm đến những mẫu mã nào thì cứ liên trực tiếp với em. Đó, em sẽ quay lại cũng như là gửi hàng chi tiết cho các bác và thông số cho các bác ạ. Ở phía bên trong này có lên một bộ trường kỷ ngũ nân này. Đó, bộ này gồm 12 món này. Bộ này cơ sở đang giao nên các bác giá 150 triệu ạ. Có 150 triệu bộ trường kỷ ngũ nần các nhé. Các là quan tâm thì cứ liên trực tiếp với em. Rồi em sẽ quay lại để cho các bác. Đó. Tiếp theo bên đây là có một chiếc bàn trang điểm này. Một chiếc bàn trang điểm này cơ sở đang giao thì có giá là 15 triệu. Nó là làm trên nền là cây gỗ gụ này. Đó, 15 triệu một chiếc bàn trang điểm. Đó, bên cạnh đây là một chiếc cây tủ áo này. Đó, cây tủ áo. Và hai buồng hai cánh có sẽ đang giao đi của bác giá là 40 triệu ạ. Đó, hai buồng hai cánh 40 triệu. Làm trên chất liệu là cây gỗ gụ à, ngang 1m27, cao 2m2, sâu 64 65 cm. Đó, 40 triệu. Và tiếp theo, ngồi đây là một chiếc giường ba thành. Đó, chiếc giường ba thành này. Cơ sẽ đang giao đi của bác giá là 45 triệu. Đó, 45 triệu tính cả bậc nữa thì 50 triệu có nhé. Đó, 50 triệu thì cả bậc. 50 triệu cả bậc và bao phí ship vận chuyển tận nhà cho các bác một chiếc giường ba thành như thế này. Đó, giá 50 triệu. Đó, các bác có thể mua combo giường, bàn phấn và tủ áo và những bộ trường kỷ ở đây thì cơ sở em đều có sẵn luôn cho các bác. Có một chiếc giường ba thành. Đó, giá là 50 triệu. Đó, nữa đây, có là bộ trường kỷ trường Huế nữa này. Đó, một bộ trường kỷ Huế, bộ này rất là đẹp luôn, bộ này được cẩn ốc sa cừ đỏ các bác nhé. Nó đỏ lửa vàng chanh. Nó và được cẩn rất là kỹ luôn. Nó bộ gồm có là 6 món ạ, hai cái đơn, một băng dài, một bản và hai đôi kẹp. Nó được cẩn rất là kỹ. Nó, ốc sạc cửa thì đỏ lửa vàng chanh luôn. Nó ốc rất là đẹp. Nó cơ sở có một bộ duy nhất thôi, nếu bộ trường kỳ này cơ sở chỉ có một bộ duy nhất thôi. Nó rất là đẹp, rất là VIP luôn. Đó, còn hàng bình thường thì cơ sở có rất là nhiều. Ở những hàng bình thường mà cơ sở em đang làm thì giá tầm 75 triệu thôi. Còn bộ này thì đẹp hơn rất là nhiều. Bộ này cơ sở em đang giao lưu với các bác giá là 90 triệu. Có 90 triệu một bộ trường kỷ Huế này. Hàng cẩn ốc sa cừ đỏ các nhé.
Còn hàng khẩn ốc trà cừ xanh với lại là hàng chung chung thì có thể em đang bán giá khoảng 75 triệu và 65 triệu cũng có rồi, rất là nhiều cái giá khác nhau. Nhưng bộ này là bộ rất là đẹp, bộ này là khẩn ốc sừng đỏ đó, cho nên là giá hơi cao một chút, 90 triệu đó nhé. Ở bên cạnh đây có một chiếc giường cu thê nữa này, một chiếc giường cu thê rất là lớn, rất là đẹp luôn, rất là dày. Đó, bộ combo cả giường và cả chân bực lên. Đó, kích thước là 1m8 2m2, kích thước phù bì. Đó, tôi sẽ giao lưu với bác giá chiếc cây giường này. Đó, giá là 55 triệu ạ. Đó, 55 triệu một bộ combo giường và chân bực này. Tôi sẽ bao phí ship vận chuyển cũng như là mặt tại nhà cho tất cả các bác với một chiếc giường phu thê như thế này. Đó, cũng như là những bộ trường kỷ ngũ sơn này. Đó, giường ba thành, trường kỷ Huế. Đó, giường đây là kho hàng thứ hai của em ạ. Đó, em sẽ quay qua một lượt như thế này. Đó, các bác nào muốn xem sản phẩm gì hay là muốn tham khảo sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình, hoặc là 0912 862 834 ạ. Đó, em sẽ trả lời tin nhắn cho các bác cũng như là quay lại video ngắn giới thiệu chi tiết thông số quy cách cho các bác cùng được tham khảo về những bộ trường kỷ hay những con dừa. Đây là những bộ trường kỷ ngũ sơn này, bên phía này là những trường kỷ ngũ sơn từ hàng đại cho đến hàng hàng trung bình. Đó, rất là lớn luôn các bác nhé. Đó, rất là nhiều những mẫu mã. Thì các bác nào muốn quan tâm tham khảo những mẫu nào của bên cơ sở của chúng em thì có thể liên hệ trực tiếp với em ạ, em sẽ quay cho các bác và giới thiệu cho các bác chi tiết hơn về những sản phẩm của bên cơ sở ở đồ sưa của chúng em ạ. Và cơ sở đồ sưa của chúng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hệ của em là 0912 862 834 ạ. Và các bác nào xem video thấy hay thế đẹp thì cho bên cơ sở và đồ sưa của chúng em là một nút like, như một nút tin, một nút chia sẻ kênh để cơ sở của chúng em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng về những sản phẩm của cơ sở đồ sưa của họ cho em ạ. Một cơ sở đồ sưa của họ cho em cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.